Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Hồng Nguyễn, huấn luyện viên yoga của trung tâm Hương Anh Yoga. Hôm nay chúng tôi hướng dẫn cho mọi người bài tập vặn xoắn của lớp trung cấp. Xin mời mọi người trải nghiệm bài tập. Mong mọi người có những bài tập tốt nhất và hiệu quả nhất dành cho cơ thể chúng ta. Trước khi vào bài tập, chúng ta hai tay đặt lên gối. Mọi người ngồi trong tư thế thoải mái nhé. Và từ từ khép mắt lại. Thả lỏng hai vai, thả lỏng đầu cổ, thả lỏng gương mặt, thả lỏng mắt, thả lỏng tâm trí, tập trung vào hơi thở, hít vào, thở ra. Thở ra, hít vào và từ từ thở ra. Cả lớp ngân ba lần âm ồn. Hít vào. Lần hai, hít vào. Lần cuối, hít vào. Vào, thở ra, hít sâu, thở ra hết, hít thật sâu, phình căng bụng lên cả lớp, và từ từ thở ra, hai tay xoa vào nhau, xoa thật nóng cái má tay của mình lên, hướng các móng tay ra phía ngoài, sau đó vung hai bàn tay cả lớp đặt về mắt của mình, và từ từ mở mắt. Và chớp chớp mắt, tay đưa ra khỏi mắt và mắt nhìn về tay. Xin chào cả lớp. Hai tay cả lớp đặt cạnh hông, hóc bụng nâng ngực và thẳng lưng. Hít vào, hai tay vươn lên cao, đan tay, ngửa các ngón tay kéo căng, ngực đẩy và mắt nhìn lên theo tay. Thở ra thật chậm, hạ tay hóc bụng và mắt nhìn về bụng. Lần hai, hít vào lên, đan tay ngửa các ngón tay đẩy căng toàn bộ vai lên và thở ra. Lần cuối, hít vào lên, cố gắng mọi người đẩy căng vai và ngực lên, hóp bụng vào và mắt nhìn lên giữ. 6, tập trung hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, thở ra, hạ tay hóp bụng và mắt nhìn về bụng. Hít vào, hai tay mở sang bên, lưng thẳng và mắt nhìn thẳng. Thở ra cả lớp hạ thử tay trái, tiếp tục tay phải cả lớp đưa sang bên. Mông đùi áp sát, lưng thẳng, ngược đẩy và mắt nhìn thẳng. Hít vào, hai tay mở sang hai bên. Thở ra cả lớp đổi bên. Mọi người cố gắng vươn toàn bộ vai trước, sau đó hạ khuỷu tay, tiếp tục ép sâu bụng của mình chạm đùi. Hít vào, thở ra đổi bên thật chậm, cố gắng vươn kéo toàn bộ vai, lưng vai thẳng và mắt nhìn thẳng. Hít vào và thở ra đổi bên, gập khuỷu tay, cố gắng lưng ngược đẩy lên, sau đó mắt nhìn thẳng. Lần cuối, hít vào và thở ra đổi bên, xoay toàn bộ người, vặn người sang bên, cố gắng hóp bụng vào và ngực đẩy lên, mắt nhìn thẳng giữ. 6, tập trung hít thở đều. 5,
4, 3, 2 và 1. Hít vào, tiếp tục lần cuối. Thở ra, đổi bên. Xoay toàn bộ người sang bên. Hóp bụng ngực đẩy và mắt nhìn thẳng giữ. 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, tiếp tục hai tay cả lớp mở sang hai bên. Thở ra, cả lớp hạ thủ tay phải xuống. Ôm lấy gối trái của mình. Sau đó tay trái đặt phía sau, lên đùi, vặn sau, nâng ngực và mắt nhìn lên giữ. 6, ngực đẩy lên. 5, tiếp tục vai của mình nhấc lên cao. 4, 3, 2 và 1. Hít vào, hai tay sang bên. Thở, tiếp tục tay trái ôm lấy gối phải của mình. Và thật chậm, tay phải đặt phía sau đùi. Tiếp tục vặn sâu, nâng ngực lên, vai mình nhấc lên cao và mắt nhìn lên giữ. 6, tập trung hít vào thở ra. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, tiếp tục hai tay vươn lên cao. Thở thật chậm, hai tay vào lớp đưa về phía trước. Tiếp tục vươn, thả lỏng toàn bộ vai, đầu cổ và bụng chạm đùi, trán chạm thảm giữ. 6, tập trung hít vào thở ra. 5, 4, 3, 2 và 1. Nâng người lên, sau đó người duỗi thẳng hai chân, thả lỏng toàn bộ hai chân, thả lỏng hết, xoay cổ chân sang phải, sau đó xoay sang trái, đẩy toàn bộ cơ đùi mình kéo về phía trước, sau đó nâng gót chân lên, dùng toàn bộ phần cơ đùi thôi mọi người. Tiếp tục hít vào và thở ra, lần cuối hít vào và thở ra, nâng hoàn toàn cái gót chân lên, tập trung hít thở. 6, nâng cao gót chân. 4, 3, 2 và 1. Từ từ hạ chân và thả lỏng hết. Hai chân một người mở rộng bằng hai đầu thẳng. Hít vào, hai tay cả lớp vươn lên cao. Hóp bụng nâng ngực, đan tay kéo căng vai, vai kéo về sau, dựng mũi bàn chân và tiếp tục nhìn thẳng. Thở thật chậm này, đạp căng hai bàn chân. Tay phải người úp hẳn xuống. Sau đó tay trái nâng lên cao, mông đùi áp sát mặt thảm. Hít vào, tiếp tục chống tay trái, nâng hai vai mình lên, đạp căng, cố gắng kéo vai lên. Thở ra, tiếp tục bàn chân đạp vai phía sau người úp xuống. Đúng rồi, và từ từ thật chậm thôi. Tay lên cao, mông đùi một người áp sát xuống nhé. Lần hai, hít vào lên, nâng cái chân của mình lên, hai tay đan, đẩy toàn bộ vai về phía sau. Thở thật chậm, tiếp tục chân đạp, tay hạ xuống. Cố gắng lần này mọi người hai bàn tay nắm vào nhau và tiếp tục trán chạm thảm và giữ. 6, tập trung hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Giữ nguyên, chân phải người đưa lên cao. Sau đó tay trái cầm lấy bàn chân phải của mình và tiếp tục hít vào, thở ra, mắt nhìn về ngón chân, trùng khuỷu tay đi mọi người và giữ. 6, tập trung hít vào và thở ra. 5, 4, 3, 2 và 1. Thật chậm, hạ chân xuống, nâng người lên, tiếp tục hít vào, hai tay lên, đan tay, ngửa các ngón tay, ngực đẩy về phía trước. Thở ra, đạp căng mũi chân đi, sau đó úp cái vai phía sau xuống. Tiếp tục hai tay nắm vào nhau, rồi thật chậm mọi người nâng cái chân trái của mình lên cao. Lên đi mọi người, chân trái. Sau đó xoay cái bàn tay trở lại, cầm bàn chân, hít vào và thở ra, trùng tay. Nếu ai cảm thấy làm tốt, mọi người chán chạm chân của mình và giữ. 6, tập trung hít vào và thở ra. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, tiếp tục hai tay mọi người vươn lên cao, hóp bụng, nâng vai và mắt nhìn thẳng. Thở ra, hai tay ôm lấy bàn chân. Sau đó hít vào, ngực đẩy lên,
vào mắt nhìn thẳng, thở ra trùng khuỷu tay và tiếp tục ép sâu và bụng chạm đùi chán chạm thẳng giữ. 6. Vươn toàn bộ vai lưng về phía trước. 5. 4. 3. 2. Và 1. Hít vào, tiếp tục hai tay lên cao. Thở ra ngửa bàn tay trái ôm lấy bàn chân phải của mình. Sau đó tay phải tiếp tục cầm lấy bàn chân trái. Mọi người nâng cái vai của mình lên, vặn sâu và mắt nhìn lên. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Chân dựng mũi bàn chân, kéo căng toàn bộ cơ đùi. Thở tiếp tục đổi bên, ngửa hoàn toàn cái bàn tay phải của mình. Tiếp tục vặn, ngực đẩy lên, rất tốt. Hít vào lên mọi người, tốt lắm. Thở ra xuống, rất tốt. Ngực đẩy, vặn sâu hoàn toàn cái vai bên trên của người lần lên. Đúng rồi. Lần cuối, hít vào lên. Thở ra tiếp tục, vặn sâu. Ngực đẩy lên và mắt nhìn lên giữ. 6. Nếu ai cảm thấy thoải mái, người lật cái vai bên trên của mình lên. Đúng rồi. Và giữ. 3. 2. Và 1. Hít vào lần cuối cùng, hai tay lên. Thở ra cả lớp đổi tay. Tay trái cầm lấy bàn chân. Ngực đẩy lên, vai phía dưới một người hạ xuống. Đúng rồi. Vai trên lật. Giữ. 6. Rất tốt. 5. 4, 3, 2 và 1. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Lần này mọi người dựng mũi bàn chân, vươn toàn bộ vai lưng về phía trước, phía trước. Sau đó ép toàn bộ lưng xuống vai, thả lỏng cổ và cầm chạm thẳng. Nếu ai cảm thấy không thoải mái, chán chạm thẳng và giữ. 6. Vươn toàn bộ vai lưng về phía trước. 5. Mềm vai ra, đúng rồi. 4. Dựng mũi bàn chân này. 3. 2. Và 1. Cả lớp nâng người lên. Cả lớp thả lỏng tay chân đi. Thả lỏng một chút. Sau đó mọi người co cái chân trái lại. Đưa bàn chân trái sang bên phải. Mũi bàn chân phải mọi người dựng thẳng lên. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra cả lớp vặn người. Xoay toàn bộ người sang bên. Hai tay đặt song song với hai đầu thảm. Cố gắng mọi người mông đùi áp sát xuống mặt thảm. Thở ra đến đâu mọi người mềm vai. Tốt lắm, mềm vai và xuống. Lần 2, hít vào, hai tay vươn lên. Thở tiếp tục, lần 2, xoay vẫn bên đó. Đúng rồi. Mềm vai ra một chút. Mọi người cảm thấy không thoải mái, nâng cái bàn tay trái của mình lên trên một chút. Đúng rồi. Để cái cổ tay không bị gập, mềm vai ra em. Lần cuối, hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra lần cuối cùng. Cố gắng úp cái bàn tay trái mọi người xuống, vai xuống đi. Trượt cái bàn tay xuống, đúng rồi, tốt lắm. Sau đó, tay phía sau, gập phía sau em. Tay nắm vào nhau. Bàn chân mọi người hạ xuống và giữ. 6. Tập trung mọi người dựng gối lên, đổ cái gối trái của mình sang bên phải. 5. Hai tay nắm vào nhau. 4. Mềm vai một chút, mọi người hạ cái đỉnh đầu xuống. 3. 2. Và 1. Từ từ hít vào, chống tay. Hai tay vươn lên cao. Thở ra dựng mũi bàn chân, hai tay ôm lấy bàn chân của mình. Sau đó trùng khuỷu tay, hạ bụng và chán chạm chân giữ. 6. Tập trung hít thở đều. 5. 4. 3. 2. Và 1. Từ từ cả lớp nâng người lên. Sau đó một người gập phía chân trái lại. Chân phải để phía trước. Hít vào, hai tay cả lớp vươn lên cao. Thở ra tay trái, tay phải cầm lấy bàn chân trái của mình. Sau đó co cái bàn chân trái lại. Tay trái tiếp tục vẫn tay nào chân đó, người nâng cái chân trái của mình lên, hoàn toàn vặn ngược với chiều tay. Ngực đẩy lên, nếu ai cảm thấy thoải mái, mọi người sẽ cầm bàn tay ôm lấy cổ chân của mình. Đúng rồi. Tiếp tục lật cái vai bên trên và mắt nhìn ra phía sau giữ. 6. Nếu ai cảm thấy không thoải mái, mọi người có thể cầm như bạn ở đây. 5. Cầm lên bàn chân. 4. 3. 2 và 1, từ từ cả lớp
chân xuống, duỗi thẳng chân đi. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, hai tay ôm lấy bàn chân của mình. Ép sâu, thả lỏng toàn bộ vai, đầu cổ và trán, chạm thẳng giữ. 6, dựng mũi bàn chân lên em. 5, vươn. 4, 3, 2 và 1. Cả lớp nâng người lên, sau đó mọi người đổi chân đi. Xoay người, bàn chân phải mọi người tiến lùi lên phía đùi của mình, đúng rồi. Dựng mũi bàn chân trái lên. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, đập xoay người sang bên. Cố gắng mọi người bàn chân cố định nhé. Hai tay mở rộng bằng hai đầu thẳng. Em nâng bàn tay lên, đúng rồi, lên một chút. Cao hơn bàn tay kia để cái cổ tay của mình không bị gập. Mềm vai, mềm đến đâu mọi người thở ra, tốt lắm. Lần hai, hít vào, hai tay lên. Thở tiếp tục, xoay lần hai đi em. Bàn tay mở song song với hai đầu thẳng. Cố gắng mọi người cảm thấy thoải mái, mọi người sẽ xuống sâu hơn. Nhưng mông đùi hạ áp sát mặt thẳng. Lần cuối, hít vào, hai tay lên. Thở ra lần cuối, mọi người trượt cái bàn tay phía sau đi. Vai úp xuống, đúng rồi. Lật cái tay bên trên, nắm bàn tay vào nhau. Và tiếp tục dựng cái gối lên, đúng rồi. Đổ hoàn toàn cái gối phải của mình sang bên trái. Và tập trung giữ. 6, hít vào, thở ra đi mọi người. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ nâng người lên. Hít vào, tiếp tục hai tay cả lớp vươn lên cao. Thở ra, hai tay ôm lấy bàn chân. Chùm khuỷu tay và tiếp tục ép sâu người xuống và giữ. 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Cả lớp nâng người lên, sau đó gập chân kia vào trong. Gập nguyên chân này. Đưa cái bàn chân phải lên phía trước. Hít vào, hai tay cả lớp vươn lên cao. Thở ra, tay trái cầm lấy bàn chân trái của mình. Sau đó co cái bàn chân phải lại. Tay phải cả lớp cầm lấy bàn chân. Nếu ai cảm thấy thoải mái, mọi người sẽ cầm như mẫu bên bên này, là cầm vào cổ chân. Lật hoàn toàn cái vai của mình lên. Ngực đẩy lên, giãn rất sâu và giữ. 6, cố lên. 5, tập trung hít thở đều. Còn nếu ai cảm thấy không thoải mái sẽ nhìn bên mẫu bên này, cầm lấy bàn chân. 3, cố gắng mọi người đẩy ngực lên, lưng phải thẳng. 4, 3, 2 và 1. Thật chậm, duỗi thẳng chân ra phía trước. Hít vào, hai tay vươn lên cao, duỗi thẳng hai chân em. Thở ra, hai tay ôm lấy bàn chân của mình. Đưa các ngón chân về phía trán của mình và giữ. 6, tiếp tục ép sâu người xuống. 5, ép sâu. 4, bàn chân đưa về phía trán. 3, 2 và 1. Cả lớp nâng người lên. Cả lớp về con mèo. Mọi người chú ý, khi con mèo mọi người vẫn giữ hai đầu gối luôn luôn phải bằng hông và mở như vuông góc với hông của mình. Bàn tay nếu ai cảm thấy chưa chính xác, mọi người hạ bàn tay xuống phía trước. Mở rộng hai bàn tay để lực sẽ sang đều vào các ngón tay của mình. Nâng cái bàn tay lên, sau đó tiếp tục thêm một gang tay nữa. Cổ tay và vai luôn luôn ở trên một đường thẳng. Mọi người cố gắng đừng sụp vai, mọi người sẽ bị chèn ép đốt sống cổ đau lưng ạ. Nâng hoàn toàn vai lên và mắt nhìn thẳng. Hít vào, nâng vai, hóp bụng, mắt nhìn lên. Thở ra, cuộn lưng, cuộn cao cái lưng của mình lên để kéo giãn toàn bộ hai vai sang hai bên. Hít vào, lên cả lớp, tiếp tục nâng vai lên. Thở ra. Hít vào, lên, lần cuối. Và từ từ thở ra, cuộn cao lưng lên, hóp bụng vào và mắt nhìn về bụng giữ. 6, tập trung hít vào, thở ra. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, mắt nhìn thẳng, đồng thời tay phải lên cao. Mọi người chú ý, luôn luôn hai hông phải thẳng. Đừng có lệch hông bên này hoặc lệch hông bên này. Thở ra thật chậm, luôn vai sâu xuống, ôm lấy gót chân trái của mình
và sau đó ngửa cái bàn tay trái qua đầu. Mọi người cố gắng vặn sâu. Nếu ai cảm thấy thoải mái, nâng hẳn cái vai của mình sâu lên, tiếp tục ôm lấy gót chân và bàn tay mọi người ngửa ra phía sau, cố gắng hạ mềm cái vai xuống, thở ra. Nhưng mong mọi người cố định ở một vị trí, sau đó thở ra hết và giữ. 6. Tập trung hít thở đều. 5. Cố lên. Nếu ai cảm không thoải mái, mọi người có thể bước một chân lên phía trước như này không sao. 4, 3, 2 và 1. Từ từ cả lớp nâng người lên. Sau đó về con mèo. Tiếp. Hít vào tay trái cả lớp lên cao. Nâng cái vai của mình lên. Sốc hoàn toàn vai lên cao. Và giữ. 6. Nâng vai lên. 5. Vai và lưng lên. 4, 3, 2 và 1. Luồn cái tay trái hẳn xuống phía dưới và ôm lấy gót chân phải của mình. Nếu ai cảm thấy không thoải mái có thể nhích cái vai sâu vào, ôm chặt lấy gót chân. Sau đó ngửa cái bàn tay phía sau, mông không di chuyển, đứng nguyên vị trí đỉnh mông trên cao và từ từ hạ bàn tay xuống và giữ. 6. Mềm hoàn toàn và thả lỏng cơ thể ra. 5. 4. Thở ra hết. 3. Mềm vai ra. 2 và 1. Cả lớp nâng người lên. Sau đó mọi người về về ngược. Mọi người cố gắng khi mình làm các tư thế vặn, tuyết vặn, mọi người cố gắng mình làm theo khả năng cơ thể của mình. Khi cơ thể của mình nó chỉ trong ngưỡng, nếu cảm thấy khó, mọi người chỉ giữ ở vị trí đó, còn không cần cố quá nhé. Tiếp tục. Hai bàn tay áp sát mặt thảm, chân mọi người hạ xuống. Nếu ai cảm thấy thoải mái, thẳng gối ra. Tiếp tục ép sâu cái vai xuống, gót chân hạ và ngón chân hoàn toàn đưa lên. Thẳng cái cơ kheo chân ra và nâng hoàn toàn gót chân lên. Ép sâu cái vai, khuỷu tay luôn luôn thẳng, bàn tay cố định ở một vị trí và tập trung giữ. 6. Còn nếu ai cảm thấy không thoải mái có thể trùng gối một chút không sao. 5. Hóp bụng, ép sâu cái vai xuống, đúng rồi. 3. Rất tốt. 2 và 1. Hít vào, tiếp tục chân phải cả lớp bước lên cao. Chụp bàn chân, úp cái mông xuống. Thở ra, bước chân phải về phía trước giữa hai tay. Cố gắng mọi người đưa cái gối về phía trước, từ gối và cổ chân phải vuông góc. Hạ cái mông xuống. Hai mông luôn luôn thẳng hàng. Hít vào, hai tay mở sang hai bên. Các ngón tay mọi người hướng lên trần nhà và giữ. 6. Lưng thẳng, hóp bụng, ngực mở sang hai bên. 5. Thẳng tay đi em. 4, 3, 2 và 1. Xoay người sang phải, cả hai tay di chuyển hông đùi, mọi người giữ nguyên cố định, siết hoàn toàn cơ đùi trước và cơ đùi sau. 6. Ngực đẩy lên mọi người. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, tiếp tục hai tay cả lớp vươn lên cao. Thở ra, tay trái đặt lên đùi trái, sau đó trượt cái bàn tay xuống và tay phải quặt mắt nhìn về gót chân phía sau và giữ. Cố lên mọi người. 6. Quặt hoàn toàn người. 5. Hạ mông xuống một chút. 4, 3, 2 và 1. Hít vào, tiếp tục hai tay cả lớp vươn lên cao. Trùng gối trước, chân sau mọi người thẳng. Thở ra, tay trái đặt bên ngoài bàn chân phải và tiếp tục tay phải cả lớp lên cao. Vặn hóp bụng vào, toàn cái bụng của mình được vặn sâu. 5. Ngực đẩy lên. 4, 3, 2 và 1. Hít vào, luồn tay trái qua chân phải. Hai bàn tay mọi người nắm vào nhau. Cố gắng nếu ai cảm thấy thoải mái, nắm hẳn lên cổ tay. Sau đó thở ra này, xoay vặn ngực lên, mắt nhìn về phía sau giữ. 6. Siết hoàn toàn cơ đùi, nâng cái gối lên. Nếu ai cảm thấy không thoải mái có thể hạ gối xuống. Đúng rồi. 4. Cố lên mọi người. 3, 2 và 1. Giữ nguyên chân ở đây, thẳng chân phía trước. Chân sau mọi người cố gắng đứng 4 check 45 độ. Check 45.
thẳng chân phía trước, đúng rồi, ép sâu và tiếp tục tiếp vặn sâu hơn và mắt nhìn lên. 6, ngực đẩy lên. 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào về giữa. Hai tay cả đất đưa về phía trước, thở ra dựng gót chân, toàn bộ tay vai vươn về phía trước và ép sâu, bụng ngực chạm chân giữ. 6, chân sau đứng chết 45 độ chị. 5, hạ gót chân xuống, đúng rồi. 4, ép sâu, vươn tay về phía trước đi. 3, 2 và 1, thật chậm, hạ bàn tay cạnh chân, nâng ngực lên. Tiếp tục rút chân về tấm ván. Tấm ván mọi người cố gắng nâng phần cơ bụng, nâng vai lên. Hít vào, thở ra hạ gối, xuôi mũi chân, đẩy người về trước, thở ra, hạ ngực cầm. Hít vào, đẩy lên rắn hổ mang. Thẳng tay, mở ngực kéo vai về sau, mắt nhìn thẳng. Thở ra, dựng bàn chân và tiếp tục đẩy về bên ngực. Cố gắng người ép sâu về vai xuống. Đổi chân, hít vào chân trái lên cao. Chúc bàn chân úp cái mông xuống, đúng rồi. Thở ra chân trái về trước giữa hai tay. Tiến hẳn bàn chân quá lên phía trước đi mọi người. Hít vào hai tay và đất, mở sang hai bên. Cố gắng kéo căng các ngón tay của mình để toàn bộ cánh tay, vai được mở rộng. Thở ra thật chậm, xoay người sang trái. Ngón tay lên, đúng rồi. Lưng thẳng và mắt nhìn về phía sau giữ. 6, cố gắng mọi người nâng cái vai lên một chút. 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào hai tay vươn lên và thở ra, tay phải đặt lên đùi phải của mình, đúng rồi, trượt sâu cái bàn tay xuống, vặn người và mắt nhìn xuống gót chân phía sau giữ. 6, cố gắng siết hoàn toàn cơ đùi trước và cơ đùi sau. 5, tập trung hít vào thở ra. 4, 3, 2 và 1, hít vào tiếp tục hai tay vươn lên cao, thở ra vặn người sang bên, tay phải vừa đặt bên ngoài chân trái, sau đó tiếp tục tay trái lên cao. Nếu ai cảm thấy không thoải mái, mọi người cứ hạ gối phía sau xuống, không sao, và giữ. 6, nâng hoàn toàn vai lên. 5, mở rộng các ngón tay. 4, 3, 2 và 1, luồn tay phía sau. Cố gắng mọi người nắm sâu vào cổ tay. Nếu ai làm tốt, nắm sâu vào cổ tay đi. Đúng rồi. Lật hoàn toàn từ vai lên và mắt nhìn lên. 6, cố lên chặt chậm thôi. Mọi người cố gắng luôn luôn chú ý vào hơi thở nhé. 5, 4, 3, 2 và 1. Bước cái chân phải lên, chết 45 độ. Sau đó thật chậm, thẳng gối phía trước và vai lên, vặn sâu thêm một lần nữa và giữ. 6, cố lên, tập trung hít vào thở ra. 5, 4, 3, 2 và 1, hai tay buông ra, vươn về phía trước. Sau đó cự dựng gót chân trái lên và tiếp tục vươn lưng vai và thả lỏng hết, ép sâu xuống giữ. 6, tập trung hít vào thở ra. 5, 4, 3, 2 và 1, tiếp tục rút chân về về ngược mọi người. Ngón chân lên, ngón chân xuống. Sau đó mọi người mở hai gối ra, xuôi bàn chân và sau đó vươn dài thả lỏng hết mọi người, chạm trán về em bé. Và tập trung hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào và từ từ thở ra. 6, 5, 4, 3, 2 và 1, quả đất nâng người lên, về về ngược đi, về ngược. Tiếp tục hít vào, quả đất trùng gối kiễng chân và mắt nhìn thẳng, thở ra nhảy nhẹ nhàng, nhún bàn chân,
nhảy về phía trước, hai tay ôm vào cổ chân, hít vào, nâng ngực, đỉnh mông của mình đưa lên cao, thẳng lưng. Sau đó thở ra, trùng khuỷu tay, tiếp tục ép sâu, bụng ngực, chạm chân và thả lỏng toàn bộ đầu cổ của mình và giữ. 6. Ép sâu lưng xuống mọi người. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, tiếp tục hai tay vươn lên cao về cái ghế. Ngón chân lên, mông kéo về sau, hoàn toàn bụng hóp lại, tay áp vào phía tai và mắt nhìn xuống thảm giữ. 6. Mọi người cố gắng như nâng phần cơ bụng lên, đúng rồi, để cho cái lưng của mình không bị võng. 4, 3, 2 và 1. Hít vào, hạ hai bàn chân, chắp hai tay, thở xoay người sang bên, cố gắng khuỷu tay phải đè gối và mắt nhìn lên giữ. 6. Vặn sâu đi mọi người. 5. Ngực đẩy lên. 4. 3. 2. Và 1. Tay phải đặt bên ngoài chân trái, cố gắng đè sâu cái bàn tay xuống. Tiếp tục tay trái đưa lên cao, mông đùi giữ nguyên và mắt nhìn lên. 6. Tập trung hít thở đều. 5. 4. 3. 2 và 1, từ từ thật chậm này. Mọi người hạ bàn tay vẫn xuống, bàn tay, tay trái mở sang bên. Và sau đó mọi người nâng cái vai của mình lên, tiếp tục duỗi thẳng hai chân, sau đó đổ người về phía trước và từ từ rút chân lên, chân trái lên và sau đó chân phải lên và mắt nhìn thẳng giữ. Cố lên mọi người, thật chậm thôi. 6. Cố lên. 5. Khép chặt hai chân lại, thẳng gối ra. 4. Cố lên. 3. 2. Và 1. Thật chậm. Hít vào đứng lên, hai tay cả lớp vươn lên cao. Thở ra xuống cái ghế mọi người. Đổi bên. Cố gắng ngón chân lên. Đúng rồi. Kéo mông về sau. Hạ mông xuống. Giữ. 6. Tập trung hít vào thở ra đi mọi người. 5. 4. 3. 2. Và 1. Chắp hai bàn tay, hạ bàn chân xuống, sau đó vặn người sang bên. Vặn sâu, mông đùi của người giữ nguyên ở một vị trí. 5. 4. 3. 2. Và 1. Sau đó tay trái bên ngoài chân phải và tay phải tiếp tục lên cao. Cố gắng mọi người tập trung hít vào thở ra. 6. Mông xuống chút. 5. Cố lên mọi người. 4. 3. 2. Và 1. Sau đó hai bàn tay hạ xuống. Mở rộng hai bàn tay một chút. Nếu ai cảm thấy không thoải mái, mọi người vẫn giữ bàn chân trên mặt thảm. Chỉ cần nâng cái mông của mình lên là được. Cố lên mọi người. Rất tốt. 6. Cố lên. Hai bàn chân khép lại. 5. Cố lên, tốt lắm. 4. 3. 2. Và 1. Tiếp tục nâng người lên, hít vào, hai tay cả lớp vươn lên cao. Thở ra cả lớp hạ tay xuống, chắp hai bàn tay phía trước, sau đó từ từ khép mắt lại. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít sâu, thở ra hết, hít thật sâu và từ từ thở ra. 6, 5, 4, 3, 2 và 1, cả lớp mở mắt ra, hai chân mở rộng bằng hai đầu thảm đi mọi người. Mọi người cố gắng đứng theo cân đối với chiều cao của mình. Với những người thấp thì mọi người có thể đứng bằng hai đầu thảm, với những người cao hơn mọi người có thể mở rộng hai chân để cân đối với chiều cao và thảm của mình. Hít vào hai tay cả lớp mở sang hai bên, chân phải mở sang bên cả lớp, thở ra tay trái đặt bên ngoài chân phải, tay phải đặt lên đùi bên trái của mình, tiếp tục vặn sâu, ngực đẩy lên và mắt nhìn lên giữ. 6. Ngực hoàn toàn mình đẩy lên. 5. Thở ra hết. 4. 3.
2 và 1, hít vào, tiếp tục hai tay và đất vươn lên cao. Thở ra xoay ngược lại bàn chân trái mở sang bên và tiếp tục đổi tay. Bàn tay phía sau mọi người cố gắng lần và đặt hẳn lên đùi của mình, đúng rồi. Siết chặt cơ đùi vào và giữ. 6, cố lên, tốt lắm. 5, tập trung hít vào, thở ra. 4, thở ra hết. 3, 2 và 1, hít vào, tiếp tục hai tay vươn lên cao, xoay bàn chân trở về. Thở ra các đợt mở hai tay, sau đó hạ hông xuống. Hít vào tay phải và lớp đặt lên đùi phải. Tay trái tiếp tục đặt lên đùi phải phía sau. Vặn xong, nâng ngực và mắt nhìn lên giữ. 6, mọi người cố gắng mông đùi giữ nguyên ở một vị trí. 5, vặn sâu cái bàn tay xuống. 4, ngực đẩy lên. 3, 2 và 1, hít vào hai tay cả lớp mở sang bên. Giữ nguyên hông cố định, thở ấp đổi bên. Tay trái lên đùi đi em. Rồi tay phải đặt phía sau. Hai bàn tay mọi người cố gắng. Bàn tay phải vặn sâu, đúng rồi. Nâng ngực lên và mắt nhìn lên giữ. 6, siết hoàn toàn cơ đùi đi. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào tiếp tục. Hai tay mở sang hai bên. Nâng gối lên mọi người. Thở ra lần cuối cùng. Đan tay vào nhau. Tiếp tục kiễng hai chân lên. Và sau đó hạ vai xuống, mông đùi giữ thẳng và tay lên cao, giữ. 6, tập trung hít vào, thở ra đi mọi người. 5, 4, 3, 2 và 1, lần cuối hít vào, xoay người sang phải đi mọi người. Kiếm cao chân lên, vặn toàn bộ vai lên. 6, 5, 4, 3, 2 và 1 về giữa. Hít vào, thở ra đổi bên, cố lên. Nâng cao cái cơ đùi lên, cố lên. 6, rất tốt. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, hạ chân xuống, hai tay mở sang hai bên. Thở ra cả lớp đan tay, đẩy kéo căng một lần cuối cùng. Mông đùi, vai trên một đường thẳng giữ. 6, vai xuống tay lên. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ thu hai chân lại, sau đó hai tay ôm vào gối của mình, mông xuống và chán chạm đầu gối giữ. 6, tập trung hít vào thở ra. 5, 4, 3, 2 và 1. Và lớp nâng người lên. Sau đó tiếp tục này, duỗi thẳng chân và thả lỏng tay, thả lỏng vai. Hai chân cả lớp co lên. Nâng ngực thẳng lưng lên. Với những ai mà cảm thấy đau gối, mọi người có thể choãi chân một chút không sao. Với những người không đau gối, trùng gối nhưng lưng mọi người phải thẳng. Hít vào tay phải phía sau, tay trái vươn lên cao. Thở ra, khuỷu tay phải đè gối trái, tay trái đè gối phải. Xoay người và mắt nhìn ra phía sau giữ. 6, nâng ngực lên mọi người. 5, lưng thẳng, hóp bụng vào. 4, 3, 2 và 1. Thật chậm, cả lớp co cái chân trái lên. Sau bạn có bàn tay phải còn lấy bàn chân trái của mình. Mọi người muốn để chân về phía sau nó sâu hơn, mọi người sẽ đưa cái gối về sau. Và sau đó thật chậm này, nâng cái chân lên, thẳng chân, vút hoàn toàn cái mũi chân của mình. Ngực đẩy lên và mắt nhìn lên giữ. 6, lưng thẳng, ngực đẩy. 5, 4, 3, 2, thật chậm. Nếu ai cảm thấy thoải mái, chân phía dưới lên cao. Đúng rồi, chậm thôi mọi người, chậm thôi. Cố gắng lên, rất tốt. Tìm lấy một điểm thăng bằng, mọi người sẽ giữ. 6, rất tốt. 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra, hạ tay, hạ chân xuống. Sau đó mọi người đổi chân ạ. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, vặn người sang trái. Tay phải đã cầm lấy cổ chân của mình. Cố gắng bàn tay trái đặt sâu về phía sau, đúng rồi.
và mắt nhìn ra sau giữ. 6. Nâng ngực lên. 5. Lưng thẳng. 4. 3. 2. Và 1. Thở ra, co chân phải lại. Tay trái và lớp cầm lấy bàn chân. Nếu ai cảm thấy không thoải mái, mọi người có thể cầm vào bàn chân, không sao. Còn nếu ai cảm thấy thoải mái làm tốt, mọi người cầm lấy cổ chân nhé. Thì độ sâu và độ căng của cơ đùi và vai rất nhiều. Giữ. 6. 5. 4. 3. 2. Và 1. Thật chậm, cả lớp nâng cái chân dưới lên. Khi mọi người nâng chân lên, mọi người cố gắng luôn luôn tập trung, hít vào và thở ra. Tìm lấy một điểm thăng bằng và giữ. 6. Cố lên. 5. Lưng thẳng lên. 4. 3. 2. Và 1. Sau đó hạ chân duỗi thẳng ra. Hít vào hai tay và lớp vươn lên cao. Thở ra hai tay ôm lấy bàn chân của mình. Sau đó thả lỏng toàn bộ vai, lưng, đầu và cổ. Chán chạm chân giữ. 6. Tập trung hít vào thở ra. 5. 4. 3. 2. Và 1. Từ từ cả lớp nằm úp xuống. Nằm úp xuống mọi người. Hạ cằm và hạ ngực xuống. Hai tay cả lớp mở sang hai bên. Vai hoàn toàn áp sát xuống mặt thẳng. Hít vào cả lớp chân trái lên cao. Thở ra cả lớp gập chân trái về phía sau. Sau đó xoay người một chút. Tay trái cả lớp đưa lên cao. Và mắt nhìn theo tay trái giữ. 6. Cố lên mọi người. 5. Tập trung vào hít thở đều. 4. 3. 2. Và 1. Sau đó mọi người nâng cái chân trái của mình lên. Tay trái cầm lấy bàn chân. Và nếu ai cảm thấy thoải mái, nâng cả hai chân lên và tiếp tục ép sát bàn chân vào với nhau và giữ. Cố lên mọi người. Nếu ai cảm thấy thoải mái, nâng hẳn hai chân lên. Đúng rồi, tốt lắm. Và giữ. 6. Tập trung hít vào thở ra. 5. Cố lên. 4. Rất tốt. 3. 2. Và 1. Từ từ hạ chân xuống. Sau đó mọi người nằm úp xuống để đổi chân. Cố lên nhé mọi người. Khi trong quá trình tập, mọi người cứ chọn lựa chọn những cấp độ cảm thấy thoải mái, hoặc là mình lựa chọn cấp độ nào hợp với sức khỏe của mình, mọi người cứ lựa chọn. Tiếp tục hít vào, đổi chân đi mọi người. Chân phải lên cao và gập chân phía sau. Và sau đó xoay người, tay phải thẳng lên và mắt nhìn theo tay phải giữ. 6. Bàn tay phía úp dưới, mọi người thẳng bàn tay ra, vuông góc với vai. 5. 4. 3. 2. Và 1. Cả lớp nâng tới chân phải lên. Tay phải cầm lấy bàn chân của mình. Hoàn toàn gối thẳng ra. Còn nếu ai cảm thấy không thoải mái, chùng gối không sao. Tiếp tục nâng tiếp chân sau lên. Chậm thôi mọi người. Hai bàn tay của mình nắm lấy hai ngón chân cái và giữ. Cố lên. 6. Siết chặt cơ đùi vào. Tốt lắm. 5. Rất tốt. 4. Cố lên. 3. Rất tốt. 2. Và 1. Thở ra hạ chân xuống. Sau đó cả lớp nằm ngửa ra. Rất là tốt. Trong quá trình tập, người cố gắng cứ lựa chọn những cấp độ mình cảm thấy thoải mái, và khi mình tập mình cảm thấy hiệu quả trong bài tập là tốt. Tiếp tục. Chân phải mọi người thẳng lên. Sau đó tay trái cầm lấy bàn chân phải của mình, đưa sang bên trái. Xoay người và hoàn toàn thả lỏng cái vai phía sau. Nâng cao cái chân của mình lên. Đúng rồi. Để cảm nhận sự giãn toàn bộ của cơ hông, cơ đùi và cơ lườn giữ. 6. Tập trung hít vào và thở ra. 5. 4. 3. 2. Và 1. Gập chân phía dưới lại. Bàn tay mọi người cầm lấy cổ chân. Tay bên trên thì kéo và tay phía dưới cũng kéo ngược trở lại. Hoàn toàn thả lỏng cái vai phía sau và mắt nhìn ra sau giữ. 6. Hít vào thở ra đi mọi người.
5, 4, 3, 2 và 1. Cả lớp đổi chân, duỗi thẳng hai chân ra, sau đó đổi chân. Chân trái hít vào lên, thở ra tay phải cầm lấy bàn chân trái, kéo cái bàn chân lên gần phía vai của mình đi. Cố gắng thẳng cái chân sau và tiếp tục gập cái chân sau lại. Mọi người cầm lấy cổ chân, chân bên trên kéo lên và chân phía dưới mọi người cũng kéo ngược trở lại. Và thả lỏng toàn bộ hai vai xuống và giữ. 6, tập trung hít vào và thở ra. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ cả lớp đưa hai chân về. Sau đó hít vào và lớp co chân phải lên, hai tay ôm vào đầu gối. Hít vào, nâng cái chân phải lên cao và thở ra cầm chạm chân giữ. 6, ép sâu cái chân của mình về phía bụng để cái thắt lưng và hông của mình được áp sát xuống mặt thảm. 5, 4, 3, 2 và 1. Co cái chân lại, đổ hoàn toàn sang bên. Sau đó úp bàn tay phải xuống và mắt nhìn sang bên tay phải giữ. 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Cả lớp đổi chân đi, duỗi thẳng chân phải. Tiếp tục co chân trái lại, hai tay ôm lấy bàn chân của mình. Hít vào, nâng cổ lên và thở ra đưa cằm về chạm gối giữ. 6, tập trung hít vào thở ra. 5, nếu ai cảm thấy không thoải mái về đầu cổ thì có thể hạ vai xuống. 4, chỉ cần ép sâu cái gối này xuống thôi. 3, 2 và 1. Đổ gối sang bên tay phải. Tiếp tục úp cái bàn tay trái xuống và mắt nhìn ra phía sau. 6, tập trung hít vào thở ra đi. 5, 4, 3, 2 và 1. Tiếp tục mọi người thẳng hai chân ra. Sau đó mọi người dựng hai gối lên, mở rộng hai gối bằng hai đầu thẳng, hạ cái gối xuống. Mở rộng hai gối sang hai bên, đúng rồi. Úp hai bàn tay xuống. Hít vào, đổ hai gối sang phải và mắt nhìn sang bên trái. Cố gắng mọi người thả lỏng toàn bộ gối này. Gối mọi người hạ xuống, mềm toàn bộ cơ hông, để toàn bộ phần lưng và hông mọi người được giãn hết. 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, hai gối về giữa. Thở ra, mọi người đổi bên. Hoàn toàn hai gối mọi người thả lỏng hết để đầu gối của mình áp xuống mặt thảm. Còn nếu ai cảm thấy gối của mình không hạ xuống được thì cái bàn chân sẽ đè lên gối, đúng rồi. Thì gối của mình sẽ ép sâu xuống và giữ. 6, tập trung hít vào thở ra đi mọi người. 5, 4, 3, 2 và 1. Tiếp tục thẳng hai chân lên. Sau đó chân phải bên trên và chân trái phía dưới, mọi người vặn hai chân lại. Đưa cái bàn chân quất dưới bắp chân của mình, sau đó đổ ngược hai chân sang bên, đúng rồi. Thả lỏng toàn bộ cái vai phía sau, lưng vai mọi người áp sát xuống mặt thảm và tập trung giữ. 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Và lắc đổi chân đi. Chân nào phía dưới thì bây giờ chân đó lên trên, rồi sau đó đổ ngược chân sang và tiếp tục mọi người hạ cái vai sâu xuống, đúng rồi. Mềm toàn bộ lưng ra, thả lỏng hết. 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Sau đó co hai chân lại, hai tay bắt đầu ôm vào đầu gối. Hít vào, nâng cổ lên và thở ra đưa cằm về giữa hai gối giữ. 6, ép sâu toàn bộ cái gối của mình xuống bụng, vuốt toàn bộ cái mũi bàn chân đi để ép sâu, đúng rồi, tốt lắm. 5, 4, 3, 2 và 1. Sau đó mọi người lăn lưng bật mạnh lên, nâng hẳn cái mông của mình lên khỏi mặt thảm, bật mạnh lên. 6, nâng hẳn mông lên. 4,
3, 2 và 1. Từ từ cả lớp nằm ngửa xuống. Sau đó hai chân mở rộng bằng hai đầu thẳng. Hai tay mọi người ngửa bàn tay xuôi theo thân của mình và từ từ khép mắt lại. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít sâu. Thở ra hết. Hít thật sâu. Và từ từ thở ra. Thả lỏng cơ mặt. Thả lỏng hai khung mày. Thả lỏng mắt. Thả lỏng khuôn mặt của mình. Thả lỏng hai vai. Thả lỏng hai cánh tay. Thả lỏng hai bàn tay. Và thả lỏng các ngón tay. Thả lỏng hai chân. Thả lỏng hai cổ chân. Và cuối cùng thả lỏng các ngón chân. Tâm trí của chúng ta được thả lỏng. Chúng ta chỉ tập trung hít vào và thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào. Ta cảm nhận hơi thở hít vào, thở ra. Ta cảm nhận hơi thở thở ra. Và từ từ đưa hơi thở về trạng thái nhẹ, êm và đều.
vào, thở ra, hít sâu, thở ra hết, hít thật sâu, phình cong bụng lên và từ từ thở ra. Cử động hai bàn tay, hai bàn chân, hai tay xoa vào nhau thật nóng lên, xoa thật nóng cái má tay của mình lên, hướng các ngón tay ra phía ngoài, sau đó đặt lên mặt của mình, xoa toàn bộ cơ mặt của mình kéo lên, vuốt toàn bộ cho hơi ấm tỏa toàn bộ lên khuôn mặt của mình, sau đó hai tay cả lớp đặt lên vai, vừa nắm vừa bóp toàn bộ từ bả vai xuống cổ tay và từ cổ tay lên bả vai của mình, sau đó vỗ hai tay. Hai tay mọi người ngửa bàn tay qua đầu, kéo căng hai vai của mình, hai chân duỗi đạp căng, hít vào tay kéo chân đạp, phình căng bụng lên cả lớp, giữ hơi 6 5 4 3 2 và 1, thở vung mạnh tay về phía trước, vung mạnh tay, co chân phải, nghiêng người sang bên trái và từ từ mời cả lớp ngồi lên. Sau đó mọi người chống hai chân lên, hai tay mọi người vỗ và bộ vào đùi bên trái của mình, vỗ và thả lỏng thư giãn hết. Tiếp tục hai tay chuyển sang bên phải. Sau đó mọi người quanh chân lại, khung cái bàn tay mọi người đặt phía hông, vỗ vào bộ phần hông của mình. Người hít thật sâu bằng mũi, vươn cao tay lên, thở thật mạnh ra miệng, hít sâu, thở mạnh, lần cuối hít thật sâu và giữ hơi ở đây, 6 5 4 3 2 và 1, thở mạnh. Hai tay cả lớp xoa vào nhau, xoa thật nóng cái má tay của mình lên, hướng các ngón tay ra phía ngoài, sau đó cả lớp khum hai bàn tay đặt lên mắt của mình và mát xa phần mắt và từ từ mở mắt và chớp chớp mắt, xoay mắt một vòng trái, xoay mắt một vòng phải, sau đó từ từ chớp mắt và tay đưa ra khỏi mắt, mắt nhìn về tay. Xin chào mọi người, bài tập của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.